tướng tướng này của một bệnh viện á, nhưng mà chưa biết nghe. Rồi mời em tướng đây. Rồi đấy, nhìn em đo thẳng người lên nha. Rồi có là đâu khó hơi này. Em là Trương Thị Thắng, rồi. Ở dưới Parumise. Rồi. Em là bị đau ở trên cổ này, bây giờ vẫn đang bị đau hai bên. Rồi. Bị đau xuôi xuống đây này, cái đợt cách đây là một tuần thì bắt đầu là em đau sang hai bên hông này, bây giờ xuống. Để xác xác chưa nói. Rồi, bây giờ em đau xuống hết cả dưới chân. Rồi. Vâng. Cảm ơn chị. Xin chào, quay quay quay. Mọi người nghe cô này nói nha. Cô lệch chân mê bao nhiêu lâu? Chắc là phải đến 10 năm rồi. 10 năm rồi. Có đi dài dép mà dài cao dài ngắn không? Thì đi thì em đi bình thường, nhưng mà anh bảo là đi thì là cái gì là suốt ngày nó đau lưng. Mấy con rồi? Bốn rồi. Cái quay nó không. À, chị đau thì đau chưa? À, đau cũng lâu rồi, mới đây nữa là có nhiều đau từ cái vai đau xuống lưng này. À, đau xuống lưng và đau xuống cái chân này. Từ đây đi xuống chân luôn. Cái chân trái. Cái chính là nam dây. Rồi xong rồi mình đi. Cho đó khi mà mình ngồi á thì có thể là không thấy rõ. Rồi. Em ở đây từ Đức ạ. À, em năm nay là 40 ạ. À, em bị này là 3 năm rồi ạ. Từ hồi em có bầu thằng cu út 3 tuổi thì bị ạ. Đến bây giờ thì vẫn được. Ở đây là cái gì nhá? Ở đây là bỏ cái bóp đó lần sau tôi làm. Anh chết này. Rồi, nói bệnh nhân kéo hụ tay đó. Rồi, ta là 10 cái. Chị thấy sau khi mà điều trị chị thấy sao? Thấy đỡ hơn và cử động nó thoải mái hơn. Thoải mái hơn phải không? Bây giờ ngồi xuống đứng dậy đi qua đi lại coi sao. Rồi đi tới lại. Rồi tập ngồi xuống đứng dậy đi. Rồi chưa? Rồi sao rồi? Ngồi xuống thì ấy nhưng đứng dậy nó vẫn. Vẫn sao? Nó kiểu như là chân nó. Ra là nãy bấm là cũng hơi ẩu nha thầy. Thấy không? Đó mà bấm mà chị này chị nhăn răng chị nhát mình á là có kết quả đó. Thấy không? Thấy chưa? Nhìn thấy là cái ngon là năng, phải rùng mình có đã không? Đâu không chịu nổi. Đó. Ngồi đây, ngồi xuống dưới đất luôn. Rồi đứng dậy. Rồi ngồi xuống. Rồi đứng dậy. Ngồi xuống. Rồi đứng dậy. Rồi, mọi người tránh ra giùm tôi cho đó. Tôi đi qua đi lại bên đó giùm. Rồi, quay lại. Rồi, stop. Rồi, giờ ngồi xuống đứng dậy ngon lành coi. Bây giờ sao rồi? Cái gì đấy, cái cô này chuyên lệch nhiều hơn. Ở đây đây rồi. Được rồi. Rồi bây giờ em tự ngồi xuống vậy coi. À, em chống mặt à. Ở đây nha. Không phải, không phải. Ngồi xuống. Trong mặt lúc này em huyết áp thấp à? Em bị rồi. Hít sâu vô. Thở ra. Hít sâu vô. Thở ra.
đi sâu vào. Hồi nãy giờ có gì đó, có ăn uống gì không? Dạ. Rồi bây giờ bớt cái mạch chứ. Để chiêu nè. Ôi trời ơi. Ghê. Rồi bây giờ em lùi ra sao đi, em ngồi xuống đứng dậy coi còn bị chóng mặt nữa không. Cứ vậy. Rồi sao rồi? Còn hơi hơi chóng mặt đúng không? Cứ làm cái đó mình mời mọi người ai bấm người họp này Vinh làm phải không? Nhẹ nhàng chút xíu. Đứng dậy nói chuyện mình quen đứng đúng giờ. Bây giờ sao? Nhẹ nhàng rồi thôi. Rồi. Nhớ là sao đó mình đòi xin mẹ cho nãy quên. Để tay nằm túi vào cửa. Dòng được nhờ đúng không? Rồi. Rồi, chị cảm thấy thế nào? Rất thoải mái, rất nhẹ nhàng. Sau khi làm em cảm thấy rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Và giờ tay đưa vào đằng sau được rồi. Hơi rộng thì thôi. Alo, mọi người trong nhà, người trong nhà có thể làm được điều này. Cho nên mọi người yên tâm, nếu mà mình không ở nhà thì mình kêu bạn mình làm giúp, rồi mình làm cho mình làm cho bạn mình. Rồi chút xíu cái phần mà giải cái bài học thì tôi sẽ nói rõ hơn. Chân nhất thì nó sẽ đi lại quá. Em ơi, giờ anh cho mọi người chỉnh chỗ. Đấy, ghế đi. Bây giờ mình ngồi xuống đứng đây có thể mở qua đây. Đây nhìn kìa. Rồi, đứng dậy đi. Dẫn bị cái chân, dẫn cái... Đi tới luôn, đi tới luôn, đi tới luôn. Vẫn bị cái mông bị dấp em. Thấy chưa? Rồi tới luôn. Tới đây. Ngồi ghế đi. Thì em bị chật đĩa đệm. Đau thì đi bác sĩ. Chúc chúc dùng đây nhé. Chúc chúc dùng đây nhé. Em bị đau. Em bị đau. Bây giờ thì sau khi mà được công việc ở phòng bệnh thì đã có rất là nhiều. Để cứu được. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.